Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ hướng cho các bạn cách cách cắt tự động hàng ngày cho cái trang website của bạn. Nếu mà các bạn mua một số cái hosting thì nó sẽ bao gồm cái phần mà backup cắt tự động rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn mua cái phần mà không bao gồm backup cắt tự động, nó bắt hàng 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 tháng hay là hàng tuần ấy Như vậy thì nhiều khi là các bạn sửa cái trang website mà trang website nó bị lỗi thì các bạn không qua lại được hoặc là không may là đó ai đó hay mất cái trang website của bạn. À, thì các bạn không qua lại được vậy là thế nào để các bạn giữ được cái trang website của bạn à, an toàn và một khi mà nào đó mà các bạn làm cái gì đó sai mà các bạn muốn qua lại và các bạn muốn lái lại cái file đó thì làm thế nào để các bạn áp lại được thì trong video này mình sẽ hướng các bạn chúng ta sẽ cắt tự động thì mỗi một cái ngày ấy, nó sẽ tự động update lại nó sẽ tự động copy lại một cái file ở trong cái trang website của bạn ví dụ như này hôm nay các bạn thiết kế được một trang website vô cùng đẹp rồi nhưng mà ngày ngày mai hay là lúc nào đó thì các bạn làm thế nào để các bạn à, ví dụ ngày mai đi, các bạn làm à, các bạn làm hỏng cái trang web của bạn, các bạn sửa chữ hỏng rồi, các bạn cài đặt cái template khác mà các bạn không qua lại được. Đó à, như vậy thì các bạn sẽ làm phí thời gian các bạn đã thiết kế một trang rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà khi mà các bạn bách các hàng ngày ấy, thì nó sẽ tự động copy lại một cái file của bạn nếu mà các bạn làm mất cái file nào đó các bạn qua lại các bạn xóa cái trang website của bạn hay là ai đó hay mất cái trang website của bạn thì các bạn có thể lấy lại cái file đó up lại kia trên cái website của bạn và các bạn vẫn có những cái dữ liệu mà các bạn đã À, đang lên trên website của bạn nha. Vậy chúng ta sẽ à, cùng bắt đầu và chúng ta sẽ à, thực hành về cái phần này nha. Đó, để để backup được hàng ngày cho cái trang website của bạn thì bây giờ các bạn di chuyển ra chỗ này các bạn vào chỗ bản tin các bạn cần cài đặt cho mình một cái plugin cho cái plugin này ấy, sẽ giúp các bạn cài đặt hàng à, các bạn bách các hàng ngày cái trang website của bạn nhé ok đến đây thì các bạn di chuột xuống ở dưới này các bạn thấy có cái phần mà plugin này đó, sau đó các bạn nhấn vào chỗ cài mới đó, khi mà nhấn vào cài mới thì các bạn sẽ thấy ở góc phải này các bạn tìm kiếm cho mình cái từ khóa gọi là wp vị các bạn tìm đúng cái từ khóa wp vị như này nhé đó, sau đó các bạn sẽ thấy cái plugin uh, như này đó, có hai cái mũi tên như này và nó có tên như này tạo bởi WPVivid Team như này thì bây giờ các bạn nhấn vào chỗ cài đặt sau khi cài đặt xong các bạn nhấn vào kích hoạt này OK, sau khi các bạn kích hoạt xong ấy thì nếu mà các bạn muốn backup ngay bây giờ để tạo một cái file ấy, thì bây giờ các bạn nhìn vào chỗ backup nào để nó tạo một cái file cho các bạn ngay lập tức, ngay bây giờ. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn tự động backup mỗi một ngày nó backup một cái file lại thì bây giờ các bạn nhấn vào cái chỗ mà schedule này, này. các bạn nhấn vào chỗ schedule. Đó, khi mà nhấn vào schedule thì các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ điều khiển các bạn là À, nó sẽ bắt các hàng ngày hay như nào đó nhưng mà trước tiên để tạo được cái phần này thì bây giờ các bạn cần phải vào trong cái phần mà mình uh, nghĩ là trong cái phần setting này đúng rồi các bạn nhấn vào cái chỗ remove story này trước nha các bạn click vào đây sau đó các bạn có thể là chọn một trong những cái file này để các bạn lưu trữ những cái file của các bạn vừa uh, download và các bạn backup về cái trang website bạn các bạn có thể lưu về Google Drive Google các bạn lưu về Dropbox à, uh, lưu về Microsoft One OneDrive Ờ, nhưng mà cái mà mình yêu thích nhất đó chính là Google driver thì mình sẽ à, bắt cắt nó về Google driver nha à, Thì đến đây các bạn nhìn vào chỗ, các bạn click vào chỗ này này à, Sau đó các bạn sẽ lưu xuống này, các bạn sẽ thấy các phần enter unit đây Thì bây giờ các bạn chỉ cần cho một cái tên thôi Đây ví dụ mình sẽ viết là à, web Ở à, đây mình sẽ viết là à, web bất động sản à, Ví dụ như vậy À, sau đó cái phần backup này thì các bạn có thể giữ nguyên, cái này các bạn thể giữ nguyên này, sau đó các bạn nhấn vào chỗ Authentic with Google Driver này, à, thì ngay lập tức nó sẽ liên kết, nó sẽ hỏi các bạn là các bạn cần phải liên kết với cái trang website của bạn, à cái liên kết với cái tài khoản Google Driver của bạn này, à, thì đến đây thì các bạn tìm một cái Google Driver của bạn để liên kết thôi, đây thì mình sẽ sử dụng cái một cái email của mình, à. À, ví dụ mình sử dụng cái này, sau mình nhấn vào cho tiếp theo này. À, sau đó mình nhấn vào chỗ tiếp theo này à, để này. À, để nó lưu lại vào trong cái Google Drive này của mình à, sau đến đây các bạn nhấn vào chỗ tiếp tục này à, sau các bạn nhấn vào có thể là lưu lại mật khẩu cũng được à. À, thì bây giờ nó hỏi các bạn là có thật sự là đúng các bạn muốn cắt cách không thì bây giờ các bạn cho xác nhận lại mật khẩu này à, mình cho xác nhận lại mật khẩu ok khi mà các bạn nhấn vào sách nhận lại mật khẩu thì các bạn sẽ thấy là bây giờ Google Drive của các bạn đã xuất hiện đây và bây giờ các bạn di chuột ra chỗ cái phần schedule này khi mà các bạn nhấn vào schedule thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là cho cái phần enable backup schedule này các bạn tích vào đây thì có nghĩa cho phép backup theo đặc lịch đó thì đến đây thì các bạn sẽ thấy là trong này thì các bạn thể là hai các bạn thể đặt ở đây là 20 giờ ấy thì nó bách cắt một lần 20 giờ các bạn bách cắt một lần nếu các bạn cho cái chút nào này còn nếu các bạn cho vào đây nó bách cắt hàng ngày luôn còn nếu các bạn cho chức ta lại thì nó sẽ bách cắt hàng tuần à, cho chức năng này ấy, thì nó sẽ bách bách các hàng hàng phút này à, mình cũng không biết là phút này làm gì à, mình dịch ra xem nào phút này là 4 tuần một lần à, à này này là 4 tuần một lần à, nếu các bạn bách cái cái này ấy, thì nó sẽ là một tháng một lần À, thì đây mình sẽ thích nhất là cái phần là một ngày một lần bởi vì một ngày một lần đấy ví dụ hôm nay các bạn tạo website rất là đẹp rồi ngày mai các bạn là hỏng mất hay là ai hay mất cái trang website bạn thì các bạn vẫn có dữ liệu ngay tức thì đúng không ạ? À, sau tiếp tục cái này các bạn giữ nguyên tất cả cái này à, cái này giữ nguyên tất cả này à, nhưng mà tiếp tục cái này các bạn um, tích vào chỗ này là xem back to driver store này thì các bạn đã chọn là google driver rồi thì nó sẽ chọn nó tự động chọn google driver sau đó các bạn nhập save À, thì nó sẽ lưu lại đó như vậy thôi như vậy thì bây giờ ấy mỗi một lần à, mỗi một ngày ấy, nó sẽ tự động backup một cái file đó à, các bạn sẽ thấy là schedule backup đây này ở à, thời gian backup được bật lên à, bắt đầu backup vào à, ví dụ tháng 8 đây à, đây 10 giờ này và 10 giờ này à, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động backup nha à, ok thì đó chính là cách mà các bạn thể tự động backup cái trang web bạn mỗi một ngày ấy, các bạn có một cái backup thì khi mà ví dụ như có ai đó xóa cái trang website của bạn rồi Thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào Google Drive của các bạn Thì các bạn sẽ có cái file backup ở đó Ở trong cái tài khoản Google Drive của bạn nha Đó, ok, đó chính là cách mà các bạn có thể là Backup tự động cái trang website của bạn Để giữ tất cả những dữ liệu Để chắc chắn các bạn có tất cả những dữ liệu Khi mà các bạn có một cái khó khăn Hoặc là các bạn mất cái trang website Hay là hack, hay mất cái trang website của bạn nha Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn trong video này rồi Mình hy vọng là cái video này hữu ích Nếu các bạn thích những kiến thức mình chia sẻ về thiết kế website kinh doanh online và à, trên kênh youtube này cái hãy giúp mình like cái video này đăng ký kênh youtube và cái chuông bên cạnh mỗi khi mình đăng video nào đó thì bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất mình cảm các bạn mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin chào và tạm biệt bye bye